cuộc chinh phạt bốn phương tám hướng nhằm mở rộng lực lượng của Mê Vụ Đại Sơn đã diễn ra được mấy tuần lễ. Bởi hầu hết lực lượng đều đã ra ngoài nên cả vùng núi yên tĩnh. Ông sếp lớn hôm nay đang ngắm nghía một thứ đồ chơi bóng bảy sáng lấp lánh trên dây leo của mình, nhìn đi nhìn lại mãi không chán. Bởi khoáng thạch thuộc tính quang đâu phải thứ dễ có được đâu chứ. Mu Tử Du mở lớn mắt nhìn nó đầy thích thú, không thể ngờ mình lại đào được những thứ này ở thế giới sắt. Đang trầm trồ thứ đồ chơi mới mãi không để ý, đến lúc thiềm quang về quỳ một lúc chủ nhân mới phát hiện ra. Trên người cậu ta có nhiều vết sức ngang dọc, thậm chí cả những vết sẹo cũng mới chằng chịt chồng lên nhau. Bao giờ thiềm quang xuất hiện cũng lặng lẽ nhưng được cái cực kỳ quý trọng Ngu Tử Du, luôn luôn xuất hiện trong tư thế một chân quỳ trên nền đất cho đến khi được hắn triệu kiến. Đứng trước một vị tướng mạnh, thái độ của Ngu Tử Du nghiêm túc hẳn lên, hắn im lìm nhận cái cúi chào của thiềm quang, thần thụ, ta trở về rồi. Đợi nó xong nghi thức, nhìn từ đầu đến cuối con kiến nhỏ, Ngu Tử Du mở miệng hài lòng, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi, trong lời nói có vài phần cưng chiều và yêu thương. Đã lâu lắm rồi không được gặp nó, 3 năm nay đã để lại không ít vết thương trên người ngươi nhỉ. Kiến nhỏ với bộ giáp sáng bóng ngày nào đã đầy vết tích theo thời gian rồi. Trên đầu nó cũng có một vết chéo cắt qua, rõ ràng đã phải bước qua cửa từ mấy lần. Nhưng thiềm quang là một trong những đứa kiên cường, thêm mấy phần cứng đầu, nó không bao giờ mở miệng nhờ vả. Ngu Tử Du cũng biết vậy nên lặng lẽ kích hoạt ngay mưa sinh cơ, sử dụng tinh hoa sinh mệnh như những giọt mưa nhỏ dài trên cơ thể đang quỳ trước mặt mình. Cả không gian bừng lên mùi của sự sống, những đốm màu xanh tí tách rơi khắp nơi như mưa xuân, búng nhẹ lên lớp giáp của kiến nhỏ. Nó nhìn những vết thương dần khép miệng và vài vết sẹo mờ dần rồi biến mất, những cơn đau âm ỉ trong người cũng chẳng còn. Đôi mắt đầy hiền hòa, thiềm quang nhìn bàn tay của mình, khe khẽ cảm ơn thần thụ. Màn tương phùng tĩnh lặng kết thúc chỉ trong một nốt nhạc khi anh hai Ngư Ma vừa về đến cửa đã giống ầm lên, chủ nhân, đại tỷ gặp chuyện rồi. Hồ ly trên tay thằng em nhắm mắt im lìm, có vẻ không hề biết nó mới phóng với tốc độ bàn thờ để kịp đưa mình về trong Ngu Tử Du xem. Vẫn giữ nguyên tình trạng rơi vào hôn mê sâu, cửu vĩ cuộn tròn thành một đống xinh đẹp. Linh lực màu đỏ đặc trưng phát sáng những đốm lấp lánh xung quanh nó như có cả một đàn đom đóm vây quanh làm Ngu Tử Du trầm trồ. Cũng như thiềm quang, hắn nhìn phát nhận ra ngay linh lực của cửu vĩ đang rất kỳ lạ, có thêm một luồng sức mạnh khác trong cơ thể. Nhưng nhìn nó lại chẳng đâu đớn gì lắm, chẳng qua chỉ là chìm trong một giấc ngủ dài triền miên. Bất giác Ngu Tử Du tự hỏi, liệu đây có phải chính là thức tỉnh huyết mạch trong truyền thuyết không nhỉ? Nếu vậy thì chẳng có gì lo lắng lắm, chủ yếu là phải chờ đợi thôi. Ngu Tử Du nhẹ nhàng bảo đưa cô ấy đến linh đàm đi, tất cả những gì cần chỉ là thời gian mà thôi. Thần thụ đã nói thế, Ngưu Ma bình tĩnh hẳn ra, nó vâng lệnh đưa cô chị cả đi ngay và luôn. Giờ mới ra dáng anh hai nè, trầm tĩnh là tính cách của nó mà lo cho cửu vĩ quá nên cứ sốt sắng hết cả lên. Lại liếc xuống thiềm quang tràn trề sinh lực, nó điềm tĩnh báo cáo, thần thụ, lần này ta về còn dẫn theo 3 người bạn đồng hành đến cho ngài. Ngu Tử Du đồng ý ngay, từ nãy đến giờ luôn cảm nhận được một khối khí tức xa lạ ở trong Mê Vụ Đại Sơn này mà chưa nhận ra của ai. Gọi bọn họ đến đây đi, Ngu Tử Du cũng muốn xem rốt cuộc là kẻ nào được thiềm quang dẫn về, còn gọi là bạn mình nữa chứ. Một đứa cao ngạo thích hành động đơn lẻ như nó lại chịu gọi cá thể mới quen là bạn thì có phải lạ quá không? Thiểm Quang nghe lệnh, hai chân chống xuống mặt đất, vung tay ra triệu hồi những người bạn của mình. Luồng linh lực đột ngột bốc lên cao, quét qua khu vực dưới chân Ngu Tử Du như có phong ba bão tố rồi bùng một phát, trông như hai cặp chân đen tối sẫm màu đánh xuống nền đất vậy. Khuôn miệng hé ra khò khè trông thật lạ, cả 3 cái đầu rồng vừa được triệu hồi đã lùi về phía sau Thiểm Quang một chút để cúi xuống chào chủ nhân mới. Tuy xuất hiện hoành tráng nhưng có vẻ đã được kiến nhỏ dạy qua tính cách chủ nhân của mình như thế nào nên chúng nó cung kính hạ thân xuống thay cho lời chào. Có điều, thấy 3 cái đầu này, Ngu Tử Du chẳng thể giữ được hình tượng nữa mà hét toáng lên, trời ơi là giao long 3 đầu. Nhìn phát nhận ra mình đã làm được việc rồi, thiềm quang không kể rông dài, chỉ nói mặc dù trước mắt chỉ là giao long, nhưng ở bên cạnh chủ nhân tiến hóa thành chân long là chuyện sớm muộn mà thôi. Ngu Tử Du hài lòng, cực kỳ hài lòng là đằng khác, ánh mắt hắn lóe lên tia đỏ như dự trù được những chuyện sắp xảy đến. Để cho chúng nó trở thành rồng đi, lần này chiến lực không chỉ tăng lên một chút đâu. Lần này ngươi thật sự đã đưa một sinh vật rất tuyệt vời trở về. Một câu cảm thán đã nói rõ Ngu Tử Du thích như thế nào rồi đấy. Sắp tới có nhiều chuyện phải làm rồi đây. Mê Vụ Đại Sơn lo bành trướng lực lượng chứ bên phía con người vẫn chỉ có thể giữ nguyên diện tích vậy thôi. Không bị mất hết đất vào tay cây liễu là may rồi. Yên Thành nơi được tập trung xây dựng những tòa nhà cao chọc trời. Một trong số đó là tòa nhà chót vót mang đậm dấu ấn khoa học được Mê Vụ Đại Sơn dán nhãn thành địa bàn của mình. Trong một căn phòng thí nghiệm, Kim Tức đã ở đây được một lúc, cảm nhận dòng chảy của linh lực đang ào ạt đổ vào trong người mình. Mấy sợi dây leo của cô xõa nhẹ trong gió hệt như mái tóc, không hề có dấu vết của một chút hung dữ như khi đối đầu với kẻ địch. Vừa mở mặt, Kim Tức đã hài lòng nhìn bàn tay mình thầm thì, thực lực lại tăng lên rồi. Hiện tại cô đang là siêu phàm rank 3 với thiên phú bản mệnh phòng ngự tuyệt đối. Phàm là những tình huống có nguy cơ bị đánh úp lại, roi mây tự động phòng ngự, thậm chí phản kích. Khả năng đặc biệt có điều khiển máu, có thể khống chế huyết dịch và nuốt chửng máu, nhờ có nuốt máu mà chữa bệnh hoặc tăng cường sức mạnh. Thêm kỹ năng siết chết, biến một khu địa vực thành luyện ngục màu máu, dẫn ra vô số dây mây siết chết hết thảy. Hạt giống màu máu, có thể gieo từng hạt giống, thậm chí là trên người kẻ thù. Trừ kỹ năng cuối vẫn giữ nguyên như hồi mới lên rank 2, còn lại cái gì cũng nâng cao lực chiến của cô lên hẳn. Bảo sao Kim Tức không vui vẻ tung tăng rời khỏi, phải mau mau về khoe với chủ nhân thôi. Cô chị nhàn hạ chạy nhảy, chứ cô em đến là tất bật. Tiểu Lam trông như mẹ sắp nhỏ, bước ra gọi ăn cơm thôi.
Trước màn hình nho nhỏ là Bạch Hổ to tướng đang chơi game ngủm gì với thằng em trai Tiểu Lam, chẳng thèm để ý cơm nước gì sất. Con nhỏ cáu bản hỏi hai đứa đang làm gì đấy, chỉ nghe giọng gấp gáp của thằng em, ta sắp thắng rồi. Chơi với Bạch Hổ mà đòi thắng à, nó sẽ không nói mình mới dùng đuôi hất thằng nhỏ bay ra khỏi ghế để nhân vật của nó đập chết nhân vật đối thủ đâu nhé. Trời đất ơi, nó chơi xấu công khai vậy mà sợ người ta không biết hay sao đó. Tiểu Lam thấy từng đến á luôn mà nó đứng phát dậy khoe cái bụng, hai tay phấn khởi đưa lên hô vang, mọi người đều sẽ chết. Hết nước chấm, nhìn qua thằng em đau khổ gục trên nền đất và con hổ không có liêm sỉ, Tiểu Lam tự dưng thấy nhức nhức cái đầu. Thằng em cô bay véo qua cào vào mặt Bạch Hổ, một hai hung dữ gọi con hổ thối tha này, ta sẽ giết chết ngươi. Đúng là hai thằng trẻ trâu, không quan tâm kích thước mà chỉ vì một trận game đã thế, thôi kệ chúng mày, Tiểu Lam rời khỏi đi ăn cơm trước. Ngu Tử Dụ ở trong Mê Vụ Đại Sơn nghe báo cáo về lực lượng mới rồi lại tất bật chuẩn bị cho trận chiến quyết định đang đến gần, trông nhàn hạ vậy thôi chứ bẩn lắm. Lâu lâu lấy bảng hệ thống ra kiểm tra, hiện tại linh lực tổng cộng là 40 triệu, nhiều hơn 30 triệu so với thời điểm gặp Âu Sáng. Nhờ giết những con vật không chịu khuất phục về phe mình mà hắn giàu có rủng rỉnh hẳn, không phải rơi vào cảnh nghèo xác nghèo sơ mỗi khi vừa thăng cấp xong. Địa bàn bây giờ cũng mở rộng rất nhiều, hiện tại ngay cả thảo nguyên và thế giới thép cũng đã thu cả vào túi. Sau này cũng không cần lo lắng linh hoa linh thảo cùng cát đá cung ứng nữa bởi đã thu phục vùng rộng lớn như thế rồi mà. Thế giới sắt sẽ sản sinh ra khoáng thạch nguyên tố cần thiết, trong khi linh thảo, linh hoa bạt ngàn trên các thung lũng và thảo nguyên rất nhanh sẽ được khai phá mà thôi. Với thực lực hiện tại của ta và quân đoàn trong tay, đủ để gây chiến với các quốc gia trên thế giới rồi. Đấy là con chưa nói đến những kẻ lẻn vào các quốc gia, nương tựa vào Mê Vụ Đại Sơn mà làm việc nữa đấy. Nhìn bàn tay vừa dài vừa gầy, chỉ bốn ngón nhưng linh hoạt như bàn tay người, Ngu Tử Dù tự nhủ bản thân mình hiện tại, có phải đã có đủ thực lực đối kháng với hắc ám rồi không? Nhớ lại những lời úp úp mờ mờ của hệ thống rằng hắc ám sẽ giáng lâm, người sẽ mất tất cả, đột nhiên Ngu Tử Dù gạt qua hết những suy nghĩ rằng mình đã sẵn sàng. Hắn siết nắm tay của mình lại tự mặc định không được chủ quan. Cho đến khi chiến đấu kết thúc, ta sẽ vẫn tiếp tục mạnh mẽ hơn. Bất luận là ta hay là Mê Vụ Đại Sơn, đều phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Lại mở bảng thông tin của mình ra, Ngu Tử Du xem đi xem lại vài lần nữa. Đập vào mắt hắn là dòng chữ Thiên Phú Bản Mệnh Tiến Hóa Tuyệt Đối. Có thể căn cứ vào nhận thức của mình thay đổi một phần hình thái sinh mệnh, đạt được năng lực độc đáo. Hắn chợt nhớ đây cũng là thời điểm dựa vào năng lực này mà mình mở ra thiên nhãn. Ngước nhìn tán cây xào xạc trong gió, Ngu Tử Du tự kể với chính mình rằng kể từ khi tộc Tam Nhãn đến đây, những tin tức mà ta đã dò được từ thiên nhãn của hắn có rất nhiều. Lấy cơ hội này mà nói, mở thiên nhãn chắc chắn sẽ không quá khó khăn, chỉ là không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mà thôi. Lại nói về năng lực đặc biệt thiên nhãn này, hệ thống cho hắn biết vạn vật đều có thiên nhãn, có điều rất ít người có thể khởi động được, nhưng Ngu Tử Du thì có đấy, hắn đã biết mình có, nhất định sẽ phải thử xem khả năng của bản thân. Đột nhiên tán cây sum xuê lá bỗng rụng sạch như tóc cụ già, nó đổ ào ào xuống cứ như theo lệnh. Khí tức của Ngu Tử Du bỗng chốc thay đổi rõ rệt, tất cả mọi người trong bán kính mấy chục mét cũng nhận ra. Ngưu Ma giật mình quay lại đã nghe trong trung tâm hẻm núi vang lên tiếng ầm ầm của những cái rễ cây vung vẩy trên nền đất. Vẫy vùng tạo địa chấn chán chê, nơi cây liễu lại phát ra ánh sáng xanh dị thường, hắt lên mắt đám trẻ trâu đang dạo chơi trong rừng khiến chúng nó sợ tái cả mặt. Khá lừng chưa tải xong bản cập nhật này, nó kiểu không quan tâm gì mấy, trong khi hai đứa bạn lại há hốc cả ra. Một tia sét xanh khổng lồ từ trên bầu trời xuyên qua đám mây đánh xuống chỗ chủ nhân của chúng nó. Khắp nơi đám dị thú chỉ dám đứng nhìn không dám lại gần bởi ngoài tiếng động cùng hiệu ứng ánh sáng ghê gớm, cây liễu gánh chịu sấm sét cũng gầm gào như lên cơn. Mỗi lần tiến hóa đều để lại cho Ngu Tử Du cảm giác như mới đẻ cặp sinh đôi, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn ngoác mồm ra kêu gào thảm thiết, cơ thể thiếu kiểm soát mà gập lại, bắn ra một luồng linh lực trên đỉnh đầu. Đó chẳng phải là thiên nhãn, con mắt thứ ba đã được mở ra hay sao?